Vâng, với video tiếp theo thì bên em lại tiếp tục test thử những chiếc vang AXA 3.7 Pro để gửi đến cho một bác khách, bác đến từ Tây Linh, và một cặp mic F3 Solix của Hàn Quốc nhé. Dòng này thì chất âm của nó là rất xịn, tuyệt vời. Thì trong khi test thử một chiếc vang để cân chỉnh cho bác khách, bác yêu cầu bên em cân chỉnh cho nó ok, thì bên em cũng nhân tiện thì em cũng làm một đoạn video để gửi đến một bác khách. Bác rất tin tưởng và ủng hộ kênh Cao Trung về những sản phẩm chiếc vang và những bộ mic dây. Rất nhiều bác thích hát mic dây thì đây nó là một trong những lựa chọn hàng đầu của các bác dùng hát karaoke trong gia đình, mic dây của Hàn Quốc F3 nhé. Về chất lượng dây và thân mic thì nó rất bền nhé, và chất âm của nó thì rất chi là tuyệt vời. Em sẽ alo một vài câu để mời các bác thưởng thức cái chất giọng của cái mic này nó hay như thế nào. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alo, với dòng mic Hàn Quốc F3 này thì nó là một trong những dòng mic đứng đầu trên thị trường hiện nay, và vỏ rất đẹp nhé, đầu thì bằng thép trắng nhé, rất ok nhé. Những bác nào mà để dùng hát trong gia đình thì nó là một trong những sản phẩm tuyệt vời rồi. Và với về những chiếc vang AXA 3.7 Pro hay những chiếc vang 5G Audio thì nó là một trong những dòng vang cơ tuyệt đỉnh hiện nay trên thị trường hiện nay. Thì dòng này thì chất âm của nó rất sáng và rất mượt, và hát karaoke rất dẻo tiếng nhé. Mời các bác thưởng thức một đoạn nhạc nhé. Về những dòng vang cơ và các bác dùng trong gia đình thì rất nhiều những bác không biết đồng căn chỉnh về những dòng vang, và đặc biệt nếu mà để căn chỉnh dễ nhất thì đó là dòng vang cơ của AXA này. Đây là phần volume mic đây, và to nhỏ của phần nhạc các bác chỉ cần xoáy to nhỏ thôi, cân chỉnh cho nó hài hòa, nhạc và mic nó khớp nhau. Các bác thích lời to thì các bác cho mic to lên một tí, và các bác thích nhạc to thì các bác bạn này rất dễ. Nhưng mà để về cân chỉnh vang số thì rất nhiều những bác chưa am hiểu về cân chỉnh, thì đảm bảo thì 10 bác phải 9 bác không biết rằng cân chỉnh theo của nhà sản xuất ra. Thì các bác hãy dùng những chiếc vang cơ, các bác chỉ cần vặn tay nó rất dễ, và phần bắt tép của phần nhạc nó rất dễ cân chỉnh. Đây, bắt tép phần mic rất dễ nhé, về echo gì vậy, các bác chỉ cần lấy chiếc tu vít các bác xoáy thì nó rất dễ cân chỉnh thôi. Và các bác có nhu cầu về những chiếc vang AXA 3.7 Pro hay những chiếc vang 5G Audio thì các bác cứ liên hệ với Cao Trung nhé, qua hai số điện thoại 0963 101 38 hoặc 0962 355 39. Bên em sẽ giao hàng và ship hàng cho các bác trên khắp mọi miền Tổ quốc. Bên em thì cung cấp rất nhiều sản phẩm về âm thanh hàng ngoại xịn, đặc biệt về những dòng loa Bose hay những dòng loa BMB, bên em rất nhiều. Và những chiếc âm ly 506N thì bên em lại tiếp tục mới về. Khi mới về thì bên em cũng lại tháo ra kiểm tra xem tình trạng như nào, bên em mới bán được cho các bác. Với những sản phẩm 506N bên em về toàn hàng tuyển chọn nhé. Mời các bác chiêm ngưỡng sơ qua nhé. Về những chiếc âm ly xịn của Hàn Quốc thì bên em đảm bảo là nó là xịn nhé, kể cả những vị vang rất ok, rất đẹp nhé. Đây, mời các bác chiêm ngưỡng toàn những sản phẩm nó là quá đẳng cấp luôn, rất nhiều. Trong những ngày đầu năm bên em thì du xuân cũng đến ngày mở hàng, thì trong ngày hôm nay thì bên em rất nhiều những bác ủng hộ. Đây là những bác khách ở Thanh Hóa cũng đã đặt hàng bên em, và bên em cũng đang lắp ghép, phối ghép, lắp thử cho một bác, để bác ngày mai em sẽ chuyển ô tô sớm cho bác nhận được bằng con đường ô tô thì sẽ nhanh nhất. Và bác cũng đặt bên em là một chiếc đẩy Audio Center VA801 và một chiếc vang AXA 3.7 Pro. Đây, bác đặt là một chiếc vang 5G nhé, rất hay, rất chất lượng nhé. Bộ sản phẩm bác đặt bên em là một đôi Audio Center 10+ và một đôi BMB 900C
làm một bộ này để nghe nhạc hát karaoke thì nó là một trong những sản phẩm tuyệt đỉnh rồi. Và các bác có nhu cầu về những sản phẩm âm thanh hàng bãi xịn thì các bác cứ liên hệ với Cao Trúc nhé. Và xin chân thành cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Giờ đây em xin phép tạm dừng video. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo.